Xin chào các bạn, hôm nay nói thẳng funny trao đổi về một chủ đề mà có lẽ là mọi người cũng 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 bàn tán trong thời gian qua, đấy là các nhà vườn lớn hay là các cái anh lớn có hỗ trợ, có giúp đỡ gì không. Thực ra chủ đề này tôi nghĩ rằng mọi người đang sai lầm ở một điều, mọi người nghĩ rằng các anh lớn, các nhà vườn lớn đang giúp đỡ cho những cái nhà vườn nhỏ, cho những người mới chơi, nhưng thực sự tôi phải nói thẳng là không. Các cụ nói là nồi cơm nhà thằng nào thằng ấy giữ các bạn ạ, chả bao giờ nó giúp riết gì đâu, nói cậu cho nhanh. Họ có thể giúp các bạn về một số cái nhỏ thôi, nhưng tôi dám chắc con đường đi của các bạn là các bạn quyết định. Các bạn mua cây gì là các bạn quyết định, chứ tất cả nhà vườn lớn không ai giúp đỡ chỉ bảo cho các bạn, tuy rằng kể cả họ biết. Một vấn đề nữa là các bạn thấy là bao giờ các bạn cũng mua cây của những nhà vườn thương lớn ấy, thì giá cũng đắt hơn rất nhiều so với những nhà vườn nhỏ, và tự các bạn tạo ra cái thói xấu cho họ, tạo ra cho họ là idol, rồi tạo ra cho họ là anh lớn. Tôi nói thật là mọi người đều công bằng như nhau, chả có ai idol anh lớn ở đây cả. Chính vì điều đó đâm ra tại sao họ gắn cái mác của họ, họ được quyền họ bán cây cao hơn, trong khi đó là những cái nhà vườn khác cũng chuẩn giống như vậy, thì các bạn lại 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 không mua. Chính vì vậy mà tất cả nước nó đổ hết về một con sông lớn, rồi cá lớn thì lại càng lớn, cá nhỏ thì lại càng nhỏ. Chính điều đó nó tạo ra cái cán cân cho cái cuộc chơi hay cho cái lĩnh vực kinh doanh hoa lan, nó không được công bằng. Tôi biết là có rất nhiều nhà vườn nhỏ, tôi đã từng đi rồi, tôi thấy là họ có những cái cây chuẩn hoa chuẩn bông, nhưng thật sự là bán rất chật vật các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiếng nói của họ còn bé và các bạn cũng chưa tin tưởng họ. Còn những nhà vườn lớn thì xin phép các bạn, tôi đi cũng khá nhiều, tôi cũng đã ngồi nói chuyện rất nhiều rồi, nhưng thật sự các bạn ạ, tôi nghĩ rằng ở đây có một câu chuyện ạ. Khi động đến vấn đề tài chính thì nói thật với các bạn, với biết đâu là vấn đề, và các bạn và hầu hết tôi thấy là gì, họ đều không giang tay đâu. Có những nhà vườn mà phải nói thật là đáng để trân trọng các bạn ạ. Bởi vì tại sao? Bởi vì họ kinh doanh hoa lan, họ sống hoa lan, họ làm việc có đạo đức, có đạo đức thật sự. Nhưng những con người đó thì thực ra là cũng không mấy được biết đến. Mà bản thân tôi biết là những cái nhà vườn đó là họ cũng đi dự các cái sự kiện rất là ít luôn, và họ có một cái định hướng rõ ràng trong lĩnh vực hoa lan, là họ xác định rõ ràng cây gì là cây cần kinh doanh, và khi người mới vào thì họ xác định cho người mới cái gì, họ chia sẻ người mới cái gì. Đấy là những người mà tôi thấy đấy là những cái người mà đáng để khâm phục, và những người đó chúng ta có thể gọi là anh cả được. Chứ còn các bạn đừng phong idol hay anh cả, tôi nói thật. Tôi thấy là vừa rồi các bạn thấy là trong cái việc đó bản thân các nhà vườn lớn, bản thân các anh cả, bản thân cái idol của các bạn đánh nhau loạn hết cả lên, đã thống nhất được gì với nhau đâu. Bởi sao? Bởi vì khi động chạm đến quyền lợi, khi động chạm đến quy kinh tế thì các bạn sẽ thấy nó khác ngay. Bản thân các anh lớn bây giờ cứ hô hào với nhau là đưa cái này thành cái mặt bông quốc dân, đưa kia thành mặt bông quốc dân, mà bản thân họ có làm được điều đó đâu các bạn. Bản thân họ phải là gì? Bản thân họ phải bỏ ra một cái số vốn nhất định ấy, họ mua từ những cái nhà vườn nhỏ ấy, để tạo ra cái thị trường cho nó sôi động trở lại lên. Chứ họ mua ki về họ phân phối, tôi thấy có những cái có những cái anh, có những cái nhà vườn lớn họ mua ki về họ phân phối rồi đăng ký theo dõi, tôi nói thật là chả thằng đếch đâu cần cái việc đó đâu các bạn, sau đó bán lại với giá trị gần này gần kia, tôi nói thật các bạn đều là chiêu trò về tiền mà tay các nhà vườn lớn hết, chứ chả có chuyện giúp. Còn nếu như mọi người đảm bảo vẫn các anh lớn đảm bảo cái đầu ra của thị trường hoa lan để giúp cho người dân thoát nghèo thật sự, thì tôi xin phép nhà nước không thiếu tiền một vài nghìn tỷ, nếu như các bạn cam kết được các bạn bao tiêu đầu ra với giá mà các bạn cam kết, nhà nước không thiếu tiền để giúp cho nhân dân thoát nghèo. Và nếu như cứ tính ra thì các bạn, thì tôi xin phép 2 năm thôi Việt Nam không còn người nghèo, nhưng cái đó là câu chuyện mơ mộng các bạn. Đây là quan điểm cá nhân của tôi chia sẻ về đó, bởi vì tôi thấy là các bạn bây giờ cũng nên có một trí tuệ nhất định trong việc kinh doanh của mình, chứ đừng đưa một ai đó lên làm idol, đừng đưa một ai đó lên mà anh lớn một sao nào đó các bạn ạ. Đâm ra tự các bạn phải nghiêng mình trước họ, phải cúi mình trước họ, không việc gì phải làm vậy các bạn. Và hãy tạo cho những người mới, hãy tạo cho những người dám nghĩ, hãy tạo cho những người dám làm một cơ hội. Các bạn thấy khi một cái cây nó lớn lên, nó lớn quá cao thì những cây nhỏ có lớn được đâu. Và khi những cây các cái cây nhỏ nó đều đều như nhau thì các bạn sẽ thấy nó phát triển mạnh, nó không sợ trước gió. Nhưng các cây to đó nó chỉ có một cây thì gió đập quật phát chết các bạn. Đấy là quan điểm suy nghĩ của tôi.
Rất mong các bạn để lại cái comment ở dưới, các bạn đăng ký để có thể là chúng ta cùng giao lưu về những cái chủ đề sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều.